anh rể Quang Linh bày tỏ tình cảm với Thủy Tiên, nàng hậu sốc khi biết điều này. Thời gian gần đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Thủy Tiên và Nhật Lệ bằng mặt không bằng lòng. Nguồn cơn xuất phát từ việc, chị gái Quang Linh Vlogs liên tục có những cử chỉ giữ khoảng cách, ngại ngùng với nàng hậu khi gặp nhau. Tuy nhiên, người trong cuộc ngay sau đó đã có hành động phủ nhận đầy tinh tế. Theo đó, Hoa hậu Thủy Tiên đăng tải bức ảnh check-in rạng rỡ cùng team châu Phi, tại vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, Miss Rang 2021 cũng làm rõ tin đồn với Nhật Lệ, khi cả hai đứng sát cạnh nhau và cười đùa vui vẻ. Không những thế, nàng hậu còn đặt tay lên vai của chị gái Quang Linh Vlogs. Dù chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng cũng đủ để chứng minh, Hoa hậu Thủy Tiên và Nhật Lệ có mối quan hệ thân thiết, hoàn toàn không căng thẳng, như nhiều người đã suy đoán. Trong vlog được Thủy Tiên chia sẻ mới đây, Nhật Lệ cùng chồng là Nam Hoàng bất ngờ tiết lộ là fan cứng của Hoa hậu Thủy Tiên từ khi cô mới đăng quang Miss Grand International 2021. Chị gái Quang Linh Vlogs nói, năm 2021, hai vợ chồng nghỉ một buổi làm. Bởi vì, chị đi du học mà, học ngày làm đêm, nên nghỉ làm để xem em thì Miss Grand International 2021. Tại sao bây giờ chị mới nói? Bởi vì chị ngại, chị là người hướng nội mà, nên cho dù gặp người chị thích chị cũng không thể hiện ra. Khoảnh khắc em vào top 2, tụi chị nắm tay nhau, nhảy cẫng lên. Buổi đó là nguy cơ bị đuổi việc luôn, nhưng hai vợ chồng chị vẫn nghỉ làm để xem và ủng hộ Tiên. Anh rể Quang Linh còn xin bắt tay với Thủy Tiên, để thể hiện sự mến mộ dành cho nàng hậu. Anh nói thêm, mình thú thật mình là fan của Tiên từ hồi còn ở Nhật á. Về phía Thủy Tiên, cô vô cùng bất ngờ, ôi thật á, em không biết luôn á, sao bây giờ mới nói. Đợt trước đi Hà Giang chung mà chị Lệ sao không nói gì hết. Sau 2 năm kể từ chuyến thiện nguyện ở Angola, tình bạn thân thiết vượt biên giới của Hoa hậu Thủy Tiên và team châu Phi, gồm Quang Linh Vlogs cùng các cộng sự nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ. Sau 5 ngày đồng hành, Thủy Tiên và những thành viên của team Quang Linh Vlog đã tạm biệt nhau vào sáng 6 tháng 5. Quang Linh sẽ tiếp tục đưa lôi con đi chơi dọc Việt Nam, còn Hoa hậu Thủy Tiên trở lại công việc. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Thủy Tiên chia sẻ, vậy là chuyến đi của team Việt Phi trong những ngày qua sẽ tạm dừng tại đây, mong tình cảm anh em sẽ mãi khắng khít để có thêm nhiều chuyến đi đồng hành cùng nhau nữa. Mới đây, một người anh thân cận với Quang Linh đã đăng clip quay lại khoảnh khắc Thủy Tiên chia tay đoàn. Theo đó, nàng hậu thân thiện và chủ động bắt tay chào Quang Linh và những thành viên khác. Hậu làm rõ mối quan hệ, Thủy Tiên và Quang Linh dường như đã thoải mái hơn khi tương tác cùng nhau. Sau nhiều ngày cực dính, Thủy Tiên lôi con lộ biểu cảm buồn bã và lưu luyến khi phải rời xa. Nàng hậu cũng thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho cậu bé người châu Phi khi giang tay ôm bé vào lòng. Trước khi lên xe, Thủy Tiên còn ngoái lại nhìn lôi con và vẫy tay vô cùng bịn dị. Lôi con chính là cậu bé có hành động dùng tay phủi khi Thủy Tiên được hôn má tại Angola vào 2 năm trước. Khi gặp lại cô Tiên tại Việt Nam, lôi con đã xin phép bố nuôi là Quang Linh Vlog để được sang nhà Thủy Tiên chơi trong 2 đêm. Do được Quang Linh chỉ dạy từ bé nên lôi con có thể hiểu và nói được tiếng Việt. Trong 5 ngày qua, nhóc tỷ được Thủy Tiên cho đi xe hơi lửa ô tô, công viên nước, thăm rừng quốc gia, cắm trại, ăn vặt vỉa hè, đi xe buýt 2 tầng, thăm thú ở Thảo Cầm Viên. Thủy Tiên khen lôi con là em bé thông minh, lanh lợi và cực kỳ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.